Cam xin đất Việt chào tất cả các anh em đang theo dõi video. Và ngày hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà về vấn đề chúng ta lưu ý khi nuôi những chú chim trong mùa nắng nóng. Thì với vấn đề này thì mình đã chia sẻ rất là cụ thể dưới dạng văn bản ở trên website camchimdatviet.com. Như các bạn thấy ở đây này. Đó, các bạn vào website camchimdatviet.com và vào phần kinh nghiệm nuôi chim. Đấy thì có rất nhiều bài viết dưới dạng văn bản. Thì các bạn tìm cho mình cái bài nuôi chim mùa nắng nóng. Đấy. Đây các bạn thấy rất nhiều. Đó. Đây. Mình chia sẻ rất nhiều dưới dạng văn bản để anh em có thể xem chi tiết hơn. Và ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái thực tế như các bạn đang nhìn thấy này. Nhà mình thì tận dụng cái không gian mình nuôi chim, nói chung là rải rác quanh nhà. Đấy, ở đây thì tập trung mình nuôi ở tầng 4 và tầng 5. Đây là mình đang ngồi ở tầng 4. Thế còn trên tầng 5 và tầng 2, tầng 3, tầng nào mình cũng để chim. Đó. Thì với thời tiết của miền Bắc những cái ngày gần đây, đặc biệt như ngày hôm nay chẳng hạn, thì rất là nắng nóng này các bạn. Các bạn thấy bây giờ đây, bây giờ là 5 giờ rồi. Nhưng mà thời tiết vẫn rất là nắng và nóng oi. Thì mình vừa mới tắm xong cho các chú chim. Các bạn thấy đấy, lồng tắm thì mình sẽ để ở trong khu vực của cái chỗ này, nó sẽ mát này, bên trong cái phòng. Mọi hôm thì mình tắm ở phía ngoài, nhưng hôm nay 5 giờ rồi vẫn nắng. Đó, kể cả một chút nữa hết nắng, nhưng mà cái độ nắng oi và cái hơi nóng nó bốc lên ở ngoài kia vẫn rất nóng. Do vậy là mình không tắm chim ở phía bên ngoài mà mình chuyển vào phía trong này cho nó mát. Thì là nhà bạn nào mà có vườn rộng cây cối thì sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Còn ở đây thì với không gian đô thị thì nó chật chội, thì mình cũng phải lựa cái vị trí nào mát nhất để mình tắm cho các chú chim. Thế thì thời gian tắm thì mình có thể là thường thì tắm vào tùy công việc, phần lớn là tắm vào buổi chiều khoảng từ 2 giờ, 3 giờ hoặc 4 giờ chẳng hạn. Đó. Và với thời tiết nắng nóng như thế này thì chúng ta nếu có thời gian như nhà mình ấy, phần lớn là ngày nào nhà mình cũng tắm mỗi ngày một lượt. Đó. Rồi thì sau khi mà tắm xong thì để con chim vào cái vị trí nó mát. Ví dụ chúng ta có thể là ví dụ cái mặt bên này này là nó mát thì mình có thể treo các chú chim lên đây mát. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn những cái góc nó mát, đặt ở góc này. Rồi hoặc là góc này. Đó. Đây, hoặc là chúng ta lựa chọn một vài cái địa điểm mát hơn. Ví dụ như là cái góc cầu thang như thế này, nó mát mát, mình treo một con này các bạn này. Rồi thì trên tầng này cũng có này, các góc. Đấy. Và nhà anh em nào mà chật chội có thể là chúng ta tắm ở trong cái nhà vệ sinh cũng được, để làm sao cho nó mát nhất. Và anh em lưu ý một cái điều nữa, đó là cái không gian tắm. Một cái lưu ý tiếp theo là các bạn để ý, với thời tiết nắng nóng như thế này thì những cái cống nước này, đấy, cái cống nước thì nó có thể nó sẽ bị nóng nước. Do vậy chúng ta cố gắng, chúng ta có thể một ngày, nếu mà chỗ nào bạn nào nóng quá có thể một ngày thay nước 2 lần, hoặc không thì ít nhất là mỗi ngày 1 lần. Đấy, vì cái nước này rất là nóng thì con chim nó uống vào có thể là nó sẽ không tốt. Đấy, nó sẽ không tốt, ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các chú chim. Và một cái lưu ý nữa với các bạn đó là gì? Chúng ta nên vệ sinh cái lồng thật sự được sạch sẽ. Đây thì các bạn nhìn. Đây, cho các bạn xem. Đây là mình vừa tắm xong, vệ sinh sạch sẽ luôn nha các bạn. Để tránh cái trường hợp mà khi chúng ta mà với thời tiết nóng mà oi như thế này, mà khi chúng ta không vệ sinh lồng ấy, mà chúng ta chùm áo lồng vào ấy, thì cái hơi của những cái phân bẩn do bẩn lên thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của các cái chú chim. Đó. Và lưu ý cho mình là cố gắng làm sao mà không để chim hết nước. Đấy, không để chim hết nước nha các bạn. Đấy, nhiều con nắng nóng này hết nước là có thể là nó sẽ ảnh hưởng suy chim rất nhanh. Đấy, rất nhanh. Tiếp theo là mình sử dụng áo lồng. Đấy, các bạn thấy đấy, mình rất nhiều có thể loại áo lồng khác nhau. Và trong cái mùa nắng nóng này thì cố gắng là chúng ta sẽ sử dụng áo lồng mà nó mát mát một chút. Đấy. Và khi mà kéo áo lồng ấy thì chúng ta có thể là kéo 2/3 áo lồng thôi. Đây, mình ví dụ cho các bạn nhé.
ví dụ như là mình chuẩn bị tí là cho con chim đi ngủ, mình kéo lồng cho con này chẳng hạn này. Đó. Thì đây các bạn thấy đấy, áo lồng mình mùa này thì mình sử dụng áo lồng làm sao mà nó vừa phải thôi. Đây các bạn, kéo thì các bạn kéo một phần đấy, một phần các bạn để hở một chút phần đáy ra cho mình đấy, cũng được. Các bạn có thể kéo ngang phần cầu này đấy, hoặc là các bạn đây đấy, rồi các bạn kéo hết cái phần cầu từ quá cái cầu một chút này, đây phần cầu này, đầu cầu nhá, đấy kéo xuống một chút, ok đấy, để nó thoáng ngủ thì mình treo lên, thì treo lên trên này này các bạn này, treo hết nó lên. Và lưu ý cho mình, các bạn có thể là lựa chọn các tiếp theo là ngoài cái việc kéo lồng thì chúng ta lựa chọn các cái nơi treo chim ấy nó mát mát một chút, tức là gió không thổi trực tiếp nhưng mà nó có thể là mát đấy các bạn nhìn. Mình mở cái cửa sổ ở phía đằng sau để cho nó lưu thông gió, lưu thông từ cửa sổ phía sau tới cửa sổ đằng phía trước, tức là nó sẽ lưu thông gió thì nó sẽ thoáng. Đấy, nó sẽ thoáng nha các bạn. Và đặc biệt chú ý đến cái thể lực của các chú chim, nếu các bạn có điều kiện thì có thể là tập lực cho các chú chim. Như nhà mình ở đây thì các bài tập lực thì mình hướng dẫn các bạn rất là nhiều ở trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt rồi. Đấy, cái đồng các bạn thấy cái lồng lực mình để ngoài kia tập vào thi thoảng buổi sáng mình hay tập cho nó đấy, đúng không ạ? Đó. Đây, còn nóng nóng quá thì mình sẽ để ở phía trong nhà như thế này. Và các bạn lưu ý về chế độ ăn. Bạn nào đang sử dụng cám của Cám Chim Đất Việt thì các bạn sử dụng một loại thôi. Đấy, ăn quanh năm, ví dụ như là mi ăn một loại này, rồi chòe ăn một loại, màu ăn một loại. Đây là cái nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên mà con chim ăn quanh năm được, cái cám nó rất là an toàn, rất là hiệu quả. Kể cả trong mùa nắng nóng như thế này ăn đều rất là ok nhé. Đấy. Với thời tiết nóng, nắng oi bức như thế này, không chỉ của miền Bắc đâu, miền Trung hay là miền Nam cũng vậy. Nếu như các bạn nuôi con chim mà để nó nóng quá, thời tiết nó nóng rồi thì nóng như thế rồi mà lại ăn nóng nữa thì con chim chúng ta sẽ dẫn tới rất nhiều cái hiện tượng khác nhau nha các bạn. Ví dụ như là con chim sẽ có thể sinh tật lỗi này, rồi căng thẳng này, rồi thì nó nóng nóng quá nó sẽ dẫn tới là bỏ ăn này, rồi thì mất lửa nhanh, vân vân. Đấy, ăn nóng quá con chim dễ bức, chim cắn phá, rồi nuôi ở nhà cũng không thành công mà đi thi cũng không đạt hiệu quả. Đấy, do vậy là bạn nào đang sử dụng cái cám của mình cứ yên tâm sử dụng một loại nhé. Thế còn bạn nào mà tự làm hay là mua của các anh em làm ấy thì cố gắng lựa chọn những cái loại cám mà nó hiệu quả, nguyên liệu tự nhiên thì sẽ ok hơn. Đấy. Đây là số điện thoại và địa chỉ của Cám Chim Đất Việt này các bạn. Một cái vấn đề tiếp theo chia sẻ với các bạn nữa đó là gì? Chúng ta lỡ may trường hợp mà chúng ta chẳng may mà chúng ta nhiều công việc quá, chúng ta bận, chúng ta để quên con chim hết nước. Đấy, đặc biệt vào mùa nóng này, con chim yếu, ủ rũ chẳng hạn, hay là một số dấu hiệu nhận dạng, ví dụ như là con chim chúng ta thấy nó bỏ cám, bới cám, bỏ ăn, độc tìm mồi ăn không. Đặc biệt trong cái thời điểm nắng nóng thì chúng ta cũng phải lưu ý tới cái vấn đề cơ thể của chim lúc này nó đang bị yếu rồi. Vậy thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Thì đầu tiên là mình chia sẻ về cái vấn đề mà chẳng may mà anh em con chim bị hết nước. Thì với cái dòng chim ăn hoa quả này các bạn này, như ví dụ như trào màu hay là khuyên này, nếu trường hợp chẳng may mà nó hết nước, con chim nó ủ rũ yếu rồi, chúng ta cố gắng kiếm cho mình một mẩu quả chín, ví dụ quả chuối này, hay là một ít cái quả chín mọng khác chẳng hạn, hay là cả có thể một mẩu cam nhỏ đấy, nói chung là để cho nó ăn trước đã, bởi vì là cái lượng đường từ cái loại quả này nó sẽ giúp cho con chim ổn định đấy, ổn định, và cái lượng nước nhỏ từ cái loại quả chín nó giúp con chim ổn định trước mắt đã. Thế sau đó bắt đầu mình mới cho từng ngụm nước nhỏ vào trong cống để nó uống từng ít một. Đấy, tránh các trường hợp mà anh em thấy nó hết nước mà anh em lại cho nó cả một cống nước đầy vào rồi để nó vụt đầu vào nó uống ấy, uống gấp uống gáp, và không con chim nó
nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con chim. Cho nên chúng ta phải cho từ từ, bổ sung từ từ. Hai là với những cái dòng chim mà ăn sâu bọ, ví dụ như là mi khứu hay là chòe này chẳng hạn này, chẳng may mà hết nước ấy, thì chúng ta có thể là kiếm một con dế nhỏ nhỏ thôi, béo, nếu mà nó vẫn còn khỏe mà ăn được thì cho nó ăn tạm một con trước đã, ăn tạm một cái bụng, ăn tạm cái phần bụng của con dế thôi nhé, lúc này nó yếu ăn tạm phần bụng thôi. Đấy, hoặc là một con sâu lột nhỏ, đấy, sâu lột trắng nhất, nhỏ để nó ăn nó khỏe cái đã, sau đó chúng ta lấy một ít nước cho nó uống vào cống, uống từ từ thôi. Đấy, đừng để cho nó uống cấp tốc một phát vụt đầu vào uống là nhiều con chim nó có thể dẫn đến chết. Đấy, lưu ý cho mình như thế. Và với các loại chim ăn hạt, ví dụ như bạn nào nuôi cu gáy nhà mình để tới tầng 1, trường hợp mà hết nước thì các bạn có thể là bổ sung dưới dạng nước, ví dụ như là nếu mà hết quá mức và yếu quá mức có thể lấy một ít mật ong. Đấy, mật ong nhé, pha với một chút nước cho vào cái xi lanh. Đấy, đây là ví dụ như các bạn, đây là dùng cái xi lanh nhỏ nhỏ như thế này nhé, pha một ít mật ong vào, có thể là nhấm nhấm vào cái đầu mỏ của con chim này. Đấy, nhấm nhấm vào đầu mỏ của con chim ấy, thì là nó sẽ với cái lượng đường nhỏ đó và một ít nước đó thì con chim sẽ dần dần phục hồi, và lúc đó chúng ta cho uống nước dần. Đấy, trên tinh thần nó sẽ là chúng ta đưa dần dần. Tiếp theo, sau khi mà con chim có thể là đã phục hồi bằng cái những cái sơ cứu cơ bản đó, thì các bạn có thể là bổ sung một số cái vitamin. Đấy, ví dụ một số vitamin B, một vitamin nhóm B, vitamin nhóm C, ví dụ như là Broca, B1, vitamin C chẳng hạn, một ít chút thôi vào cống nước để cho con chim nó uống để phục hồi cái cơ thể của nó. Đấy, bổ sung cái lượng nước. Đấy, đó là những cái khắc phục cái sơ chế, sơ cứu khi mà chúng ta gặp phải trường hợp con chim mà hết nước ủ rũ, đặc biệt là trong những cái ngày nắng nóng như thế này. Và chúng ta cũng phải hàng ngày quan sát các chú chim nhé, ta cảm thấy mà nó ví dụ mình nói lúc nãy đấy là bỏ ăn rồi biếng ăn bới ăn, thì chúng ta phải xem xét lại luôn, xem xét lại cái không gian nuôi, cái vị trí nuôi đấy, để khắc phục. Nhiều anh em thấy tự nhiên con chim đang khỏe mạnh bình thường đúng không ạ, thấy một hôm nó bỏ ăn, nó biếng ăn phân sống thì xem xét lại luôn cái thời tiết ở khu vực đó có vấn đề gì không chẳng hạn, ví dụ vậy. Đấy, mình nuôi rất là nhiều. Đây một con nữa treo vào đây này, và cũng đang chuẩn bị dọn dẹp các cái lồng trại. Đây các bạn nhìn, đây một số con để đây là chuẩn bị cho đi ngủ. Tất nhiên là bình thường mình ngủ mình treo lên. Đấy, mình sẽ lựa chọn cái vị trí nào tốt nhất ở trong nhà, khu vực bạn nuôi mát nhất để mình để các chú chim. Đây, các bạn thấy móc treo từ tầng 4, tầng 5 xuống bên phía dưới này. Thế là đây là tận dụng không gian phố thị nó chật chội. Thế còn bạn nào mà ở cái nhà nó mát ấy, thì là chúng ta sẽ lựa chọn cái vị trí nó mát, nó tốt để mình để các cái chú chim. Các bạn thấy móc treo khắp nơi trong nhà, lúc nào nóng là mình sẽ để treo những chim ở chỗ mát nhất như thế này, còn bình thường là mình treo hết tổng hợp ở trên tầng 4 và tầng 5 nha các bạn. Đó, đây là mình sẽ vừa rồi là mình lưu ý một vài những cái đặc điểm cơ bản. Đấy, khi mà chúng ta nuôi chim trời nắng nóng, và mình là Điệp, lấy tên thương hiệu Cám Chim Đất Việt. Rồi các bạn thấy này, để chim phân người đâu, con một con nữa em đi theo đâu ấy nhỉ, hay vẫn để trên nhà ấy nhỉ? Treo ở trong đấy. Treo ở trong hả? Rồi ok. Đấy, lựa chọn là đây các bạn thấy đây. Đấy, một chú mi treo ở đây luôn các bạn nhé. Đẹp không? Mình chọn cái vị trí nó mát nhất ở cái góc nhà để mình để, vì thời tiết hiện tại đang rất là nắng nóng nha các bạn. Nắng nóng lắm đó, thì cố gắng vị trí nó tốt nhất. Đây
Bạn nào có nhu cầu các sản phẩm cám mi chơi màu thì liên hệ trực tiếp với Cám Chim Đất Việt theo một trong hai số điện thoại ở đây. Đấy. À, đừng quên đăng ký kênh Cám Chim Đất Việt trên YouTube để theo dõi nhiều hơn những cái video mà mình chia sẻ. À, chỉ những cái lưu ý rất là nhỏ thôi thì chúng ta cũng có thể là giữ cho được chú chim chúng ta nó khỏe mạnh nhất. Với mỗi đặc tính của cái từng loại chim mà chúng ta có cách điều tiết nó khác nhau. Và những cái chia sẻ của mình nó chỉ là mang tính cơ bản để anh em có thể là dễ dàng nắm được nhất. Đấy. Chứ còn tùy thuộc vào thực tế, anh em gặp những trường hợp thực tế thì chúng ta sẽ linh hoạt trong cái cách điều tiết. Thế còn anh em gặp vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Cám Chim Đất Việt nhé. Đấy, đây cũng để chim bên này các bạn này. Đấy. Liên hệ trực tiếp với mình sẽ giải đáp chia sẻ cụ thể hơn cho các bạn. Và số điện thoại của mình đây các bạn này. 0908070555 hoặc 0944114410. Các bạn đang thấy đây là website camchimdatviet.com. Chia sẻ rõ với cả nhà như vậy luôn. Và clip này mình xin tạm dừng tại đây. Bây giờ cũng chắc là cũng hơn 5 giờ rồi. Một chút nữa thì mình sẽ để lên dọn dẹp rồi cho các chú chim nó đi ngủ. Đấy, vệ sinh lồng trại. Mình nhắc lần lại nữa, vệ sinh lồng trại rất là quan trọng, sạch sẽ trong mùa kỳ nóng như thế này. Đó. Đấy nhá, các bạn cứ vào cái website camchimdatviet.com. Mình chia sẻ dưới dạng văn bản để anh em dễ dàng anh em xem, anh em chịu khó chi tiết hơn. Chào tất cả các anh em.